Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phần 9. Phân chia chiến lợi phẩm và đất đai. Thánh chiến chống Madian. Sách Dân số, chương 31, từ câu 1 đến câu 12. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy trả thù người Madian cho con cái Israel, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi. Ông Môsê nói với dân: Một số người trong anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra trận chiến đánh Madian, để trả thù dân ấy cho Đức Chúa. Anh em sẽ sai người ra trận, cứ mỗi chi tộc trong các chi tộc Israel thì lấy 1.000 người. Trong số 1.000.000 người Israel, người ta tuyển mộ mỗi chi tộc 1.000 người, tức là 12.000 người, được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Ông Môsê sai họ ra trận, mỗi chi tộc 1.000 người, cùng ra trận với họ, có ông Binkhet, con của tư tế Eleazar, tay cầm các đồ thánh và kèn thúc quân. Họ đã ra trận, tiến đánh Madian, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê, và họ giết tất cả đàn ông con trai. Ngoài những người đã bị sát hại đó, họ còn giết các vua Madian, Evi, Rekem, Sua, Khua, Reva, là 5 vua Madian. Rồi họ dùng gươm giết ông Bileam, con ông Bơ-o. Con cái Israel bắt phụ nữ Madian và con cái chúng làm tù nhân. Họ đã lấy mọi thú vật, mọi súc vật và mọi của cải chúng làm chiến lợi phẩm. Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi lều trại của chúng. Sau đó họ lấy mọi chiến lợi phẩm và tất cả những gì họ chiếm được, cả người lẫn thú vật. Rồi đem các tù nhân và những gì đã chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại, về vùng thảo nguyên Moab gần sông Jordan, đối diện với Jericho, để nộp cho ông Môsê, cho tư tế Eleazar và cộng đồng con cái Israel. Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm. Sách Dân số, chương 31, từ câu 13 đến câu 24. Ông Môsê, tư tế Eleazar và mọi thủ lãnh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. Ông Môsê nổi giận với các tướng lãnh, với các vị chỉ huy 1.000 quân và các vị chỉ huy 100 quân đi trận trở về. Ông Môsê nói với họ: Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? Chính bọn chúng đã nghe lời Bileam mà lôi cuốn con cái Israel phạm tội bất trung với Đức Chúa trong vụ Bơ-o, nên tai họa đã giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa. Vậy bây giờ, hãy giết hết các con trai cũng như mọi phụ nữ đã biết đến việc vợ chồng đã ăn ở với đàn ông. Còn mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông thì hãy để cho chúng sống và thuộc về anh em. Về phần anh em, ai đã giết người, ai đã đụng tới người bị sát hại, hãy đóng quân ngoài trại trong 7 ngày. Anh em cũng như các tù nhân đều phải thanh tẩy mình vào ngày thứ 3 và thứ 7. Anh em phải thanh tẩy mọi quần áo, mọi đồ bằng da, mọi sản phẩm bằng lông dê và mọi đồ gỗ. Tư tế Eleazar nói với các binh lính đã đi chiến đấu: Đây là quy tắc pháp luật Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, nghĩa là tất cả những gì chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch. Tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế.
tất cả những gì không chịu được lửa, thì anh em phải nhúng vào nước. Anh em phải giặt quần áo ngày thứ bảy, và anh em sẽ được sạch, rồi sau đó mới trở vào trại. Phân chia chiến lợi phẩm. Sách Dân số, chương 31, từ câu 25 đến câu 47. Đức Chúa phán với ông Môsê: Cùng với tư tế Eleza và các gia trưởng trong cộng đồng, người hãy làm sổ kê khai những gì đã lấy được, đã bắt được, người cũng như súc vật. Rồi ngươi hãy chia những gì đã lấy được, một nửa cho các chiến sĩ đã ra trận và một nửa cho toàn thể cộng đồng. Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đã ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần 500 số người, bò bê, lừa và chiên cừu để làm thuế nộp cho Đức Chúa. Anh em sẽ lấy phần đó trong phần dành cho các chiến sĩ mà trao cho tư tế Eleazar làm phần trích dâng Đức Chúa. Còn trong phần dành cho con cái Israel, người sẽ chọn lấy một phần 50 số người, bò bê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê Vi có nhiệm vụ canh giữ nhà tạm của Đức Chúa. Ông Môsê và tư tế Eleazar làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Những của đoạt được, những phần còn lại của chiến lợi phẩm mà các người tham chiến đã chiếm lấy là 675.000 chiên dê, 72.000 bò bê, 61.000 con lừa và nhân mạng, tức là những phụ nữ chưa ăn ở với đàn ông, tất cả là 32.000 người. Một nửa phần chiến lợi phẩm chia cho các người đã ra trận là 337.500 chiên dê. Trong số đó, nộp thuế cho Đức Chúa là 675 con và 36.000 bò bê. Trong số đó, thuế nộp cho Đức Chúa là 72 con. 30.500 con lừa. Trong số đó, nộp thuế cho Đức Chúa là 61 con. 16.000 nhân mạng, trong số đó, nộp thuế cho Đức Chúa là 32 mạng. Ông Môsê đã trao cho tư tế Eleazar phần trích dâng Đức Chúa, như người đã truyền cho ông Môsê. Còn nửa phần chiến lợi phẩm kia được chia cho con cái Israel. Ông Môsê đã tách ra khỏi phần chia cho các người đã ra trận, nửa phần đó thuộc về cộng đồng. Gồm có 337.500 chiên dê, 36.000 bò bê, 30.500 con lừa, 16.000 nhân mạng. Trong nửa phần đã chia cho con cái Israel, ông Môsê chọn lấy một phần 50 số người và thú vật, rồi trao cho các thầy Lê Vi có nhiệm vụ canh giữ nhà tạm của Đức Chúa, như người đã truyền cho ông Môsê. Các lễ phẩm. Sách Dân số, chương 31, từ câu 48 đến câu 54. Bấy giờ, các tướng lãnh, các vị chỉ huy 1.000 quân và các vị chỉ huy 100 quân đến gần ông Môsê và nói: Các tôi tớ ngài đã kiểm lại số những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi và không thấy thiếu một người nào cả. Vậy chúng tôi đem những đồ bằng vàng mà mỗi người đã tìm thấy làm lễ tiến dâng lên Đức Chúa để cử hành lễ xá tội cho chúng tôi trước nhan Đức Chúa. Những đồ bằng vàng đó là vòng cổ tay, vòng cánh tay, nhẫn, khuyên tai và kiềng. Ông Môsê và tư tế Eleazar đã nhận vàng họ dâng và mọi đồ kim hoàn. Tổng cộng số vàng họ đã trích ra để dâng Đức Chúa
170 ký, được các chỉ huy 1.000 quân và các vị chỉ huy 100 quân đem nộp. Trong đó, ai nấy trong quân đội đều đoạt phần chiến lợi phẩm cho mình. Cho nên, ông Môsê và tư tế Eleza đã nhận vàng của các vị chỉ huy 1.000 quân và 100 quân, rồi mang đến lều hội ngộ, làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Israel trước nhan Đức Chúa.